Xin kính chào tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online của kênh Mít Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài kg, đó là bài 31, trang 36 vừa bài tập toán lớp 2 nhé. Cũng như các cái video trước, sau khi xem video bài giảng của cô, để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ like video bài giảng, chia sẻ video giúp cô. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì các em hãy nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ nhé, ngay phía dưới góc phải màn hình, để chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thêm các video mới khi có bài lên kênh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bài số 1, viết vào ô trống theo mẫu. Như vậy các em nhìn cái quả cân này có ghi 5, đây là ký hiệu kg đúng không ạ? Vậy các em viết bằng chữ trước là 5kg, sau đó các em viết bằng ký hiệu là 5kg. Đây chính là 2kg này, thì các em sẽ viết 2kg. 2kg. Được chưa? Các em sẽ đọc phần số trước. Phần số trước là 2 này, cái phần ký hiệu kg các em đọc sau. Đấy, viết phía dưới thì chúng ta sẽ viết lại là 2kg, viết bằng ký hiệu 2 này. Kg là 2kg. Đây là 1kg đúng không ạ? Vậy các em sẽ viết bằng số chữ này. 1kg. 1kg. Vậy ký hiệu chúng ta sẽ viết số 1kg. Bên này, đây chính là quả bí đúng không ạ? Và như cô đã phân tích thì khi mà cái mũi kim nó nằm ở chính giữa thì khối lượng của hai bên nó sẽ bằng nhau. Như vậy bên này chúng ta có 1kg cộng 2kg, tức là bên này bằng 3kg. Như vậy quả bí này cũng nặng 3kg, đúng chưa? Vậy phía dưới là ghi bằng ký hiệu là 3kg rồi, thì chúng ta đọc của phía trên là 3kg. 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 Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Sang bài tập số 2, tính theo mẫu. Tính theo mẫu ở đây, ví dụ 1kg cộng 2kg. Các em sẽ lấy phần số cộng với phần số, sau đấy các em điền đơn vị kg vào. Như vậy lấy 1 cộng 2 bằng 3 này, thêm đơn vị kg vào. Đây 16kg cộng với 10kg thì các em lấy phần số là 16 cộng với 10. 16 cộng với 10 thì bằng 26, các em thêm đơn vị kg vào. Tương tự 27kg cộng 8kg các em cũng vậy, lấy phần số các em cộng, 27 cộng 8 thì bằng 35 đúng không ạ? 35. Các em thêm đơn vị kg vào. kg trừ 20kg, các em lấy phần số các em trừ, lấy 30 các em trừ đi 20 thì bằng 10, thêm đơn vị là kg vào. 26kg trừ 14kg, các em lấy phần số các em trừ này, lấy 26 trừ đi 14 thì bằng 12, sau đó thêm đơn vị là kg. Cuối cùng 10kg trừ 4kg cũng vậy, các em lấy phần số là 10, các em trừ đi 4. 10 trừ đi 4 thì bằng 6 đúng không ạ? Thêm đơn vị kg vào. Bài tập số 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau. Ta có hai bao gạo. Bao gạo to nặng 50kg. Bao gạo to nặng 50kg, bao gạo bé nặng 30kg. Hỏi cái móc như thế này, tức là cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kg. Như vậy hai bao gạo nặng số kg là các em sẽ lấy 50 các em cộng 30. Như vậy sẽ bằng 80kg. Đúng chưa? Hai bao gạo nặng số kg là 2 bao gạo nặng số kg là kem sẽ lấy 50 kem cộng thêm 30 tổng mà đúng không? Như vậy sẽ bằng 80kg. Đáp số
sẽ bằng 80 kg. Đến đây bạn nào cần có thể dừng video bài giảng của cô đấy một chút nhé. Sang bài cuối cùng, chúng ta xem thử quả dưa này nặng bao nhiêu. Vậy trước khi nhà tính thì các em sẽ nhìn vào cái mũi của cái cân đĩa này. Cái mũi tên của nó đang nằm ở chính giữa. Đang nằm ở chính giữa như thế này tức là khối lượng của hai bên cái đĩa cân nó phải bằng nhau. Khối lượng hai bên đĩa cân nó phải bằng nhau thì cái mũi kim này nó chỉ vào chính giữa. Như vậy bên này chính là quả dưa, còn bên này thì nó bằng hai cái quả cân. Mỗi quả nặng 2 kg. Như vậy cái đĩa cân bên này nó sẽ bằng 2 kg cộng thêm 2 kg nữa. Các em cộng tất cả các cái quả cân vào, đúng không ạ? Như vậy khối lượng của cả cái đĩa bên này là bằng 2 cộng 2 bằng 4 kg. Như vậy cái khối lượng của đĩa bên này này nó bằng khối lượng đĩa bên này. Như vậy bên này là 4 kg, còn bên này là quả dưa. Như vậy cái quả dưa này nó sẽ nặng đúng bằng 4 kg. Đấy. Khi mà mũi tên nằm chính giữa, các em muốn tìm khối lượng của một quả nào đấy hoặc vật nào đấy, các em sẽ cộng tất cả khối lượng tất cả các cái quả cân bên đĩa còn lại. Nếu như mà cái mũi nó nằm, mũi tên nằm chính giữa. Như vậy ở đây các em lấy 2 cộng 2 bằng 4 kg. Như vậy quả dưa này nó sẽ nặng 4 kg. Trên đây cô và các em đã vừa đi xong được các bài tập của bài 31 trang 36 và bài tập toán lớp 2 bài kg. Để ủng hộ cho cô, các em đừng quên like video ở dạng, chia sẻ video giúp cô và hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh các em nhé. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video ở dạng của cô. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo.